Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh youtube chính thức của Báo Công Thương. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả giả soát, kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam. Theo đó, từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5, Cục Hàng không đã thực hiện việc kiểm tra với các hãng hàng không Việt Nam Airlines có tên viết tắt là VN, Vietjet Air có tên viết tắt là VG, Bamboo Airways có tên viết tắt là QH và Viettravel Airlines có tên viết tắt là VU, đồng thời kiểm tra tại đại lý bán vé của các hãng. Hai đại lý bán vé của mỗi hãng VN, VZ và một đại lý của mỗi hãng QH, VU tập trung vào giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 4 tháng 5 năm 2024. Theo báo Người lao động đưa tin, qua kiểm tra cho thấy, các hãng hàng không đều thực hiện việc kê khai giá theo khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa do Bộ Giao thông Vận tải quy định. Trên cơ sở khung giá, mỗi hãng hàng không sẽ có các mức giá khác nhau. VN có 17 mức giá, VZ có 20 mức giá, QH có từ 12 đến 15 mức giá và VU có 18 mức giá cho từng trạng bay. Và các mức giá này không vượt mức tối đa theo quy định. Các khoản phụ thu nằm trong giá vé như phụ thu quản trị hệ thống, phụ thu dịch vụ hệ thống của các hãng giao động từ 430.000 đồng đến 480.000 đồng tùy hãng và được thể hiện ở phần phụ phí, cùng với mục thuế, phí, cùng với các khoản thu hộ. Tuy nhiên, việc hiển thị thông tin chưa đồng nhất giữa các hãng. Đối với các vé được bán trực tiếp tại phòng vé, các hãng đều thu thêm một khoản phí khoảng 50.000 đồng và khoản này không áp dụng khi khách mua trực tuyến trên trang web, ứng dụng điện thoại chính thức của hãng hoặc các kênh bán vé máy bay trực tuyến chính thức khác. Phó Cục trưởng Đỗ Hồng Cẩm khẳng định, các hãng hàng không đều tuân thủ về mức giá vé máy bay, đồng thời thực hiện đúng quy định về niêm yết, kê khai giá theo quy định. Mặc dù vậy, trong việc thể hiện thông tin về giá vé trên website, có hãng chưa thể hiện đồng nhất và có nội dung quản thu dễ gây hiểu lầm về cách gọi hoặc đặt tên, dẫn đến hành khách không nắm rõ chi tiết về các khoản phải trả trong tổng giá vé phải thanh toán. Cục đã đề nghị các hãng giả soát, điều chỉnh cách thức hiển thị thông tin, làm rõ những khoản mục cấu thành mà khách hàng phải trả trong giá vé thể hiện. Dự kiến, cục sẽ tổ chức làm việc với các hãng để thống nhất cách thể hiện, bảo đảm thông tin rõ ràng đầy đủ. Đến ngày mùng 10 tháng 5, cục hàng không đã nhận được 11 thông tin phản ánh của hành khách qua hình thức gửi thư điện tử về việc mua vé giá cao. Kết quả kiểm tra đối với 11 trường hợp phản ánh về giá vé này không có trường hợp nào có tình trạng vé bán vượt khung giá theo quy định. Cục hàng không đang triển khai việc trả lời, giải đáp thông tin đến những hành khách đã có phản ánh thời gian tới cục hàng không sẽ tiếp tục triển khai kênh tiếp nhận thông tin và xử lý giải đáp các nội dung liên quan đến vấn đề giá vé cao so với quy định khi nhận được ý kiến phản ánh của hành khách